Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để cùng với cha Giuse tạ ơn Chúa vì Ngài đã hoàn tất cuộc đời làm người, làm Kitô hữu, làm tu sĩ và làm linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Đồng thời chúng ta cũng họp nhau để cầu nguyện cho Ngài, như trong lời nguyện nhập lễ Ngài đã được Chúa trao cho nhiệm vụ thánh. Xin cho Ngài được hoan hỷ muôn đời. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy những đòi hỏi của người môn đệ của Chúa Giêsu, và đồng thời cũng cho chúng ta thấy một nét nào đó của cuộc đời cha Giuse. Trong bài đọc thứ nhất, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ những đặc tính của những người không phải là môn đệ của Chúa và những đặc tính của người môn đệ của Chúa. Chúa nói với dân chúng: coi chừng các kinh sư, họ dạo quanh súng xính trong áo thục, họ chỉ thích người ta chào hỏi. Đấy là nét thứ nhất của những người không phải là môn đệ của Chúa. Họ chỉ tìm kiếm những cái bên ngoài, họ tìm kiếm những danh dự hão. Nét thứ hai của những người này, Chúa bảo họ ngốn hết tài sản của các bà quá. Đây là những con người tham lam. Và Chúa nói tiếp: đã thế lại còn làm bộ cầu nguyện lâu giờ. Như vậy họ là những người giả hình gian dối, những người tham vọng, những người giả hình gian dối tham lam, không thể là môn đệ của Chúa được. Rồi Chúa ngồi đối diện với thùng tiền, thấy có một bà quá nghèo bỏ vào đó chỉ có 2 xu thôi, chẳng đáng gì. Nhưng Chúa gọi môn đệ lại và nói: cái người này bỏ nhiều nhất, tại bà bỏ tất cả những gì bà có. Với tư cách là giáo sư kinh thánh và là nhà đào tạo trong nhiều năm, chắc chắn cha Giuse hiểu được cái gì thuộc về thế gian, cái gì thuộc về Thiên Chúa. Ngài nói rõ lắm trong cái di chúc mà chúng ta vừa nghe: tôi quan tâm đặc biệt tới giới trẻ dòng Chúa Thế với một cái mục đích duy nhất là huấn luyện đào tạo họ, để họ có một nếp sống khác, một tinh thần khác, không tranh chấp tham vọng, nhưng hết mình phục vụ, dấn thân phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ trong dòng Chúa Cứu Thế. Đào tạo họ để họ trở thành không phải là những người tham vọng tranh chấp, mà là những người hết mình
dấn thân cho mầu nhiệm cứu độ trong dòng Chúa Cứu Thế. Với tư cách là nhà đào tạo, Ngài không chỉ dạy lý thuyết mà Ngài phải là gương sáng. Và nếu ta nhìn vào cuộc đời của Ngài thì ta thấy Ngài sống đúng như là những cái trăn trở của Ngài đối với giới trẻ dòng Chúa Cứu Thế. Ngài hiến mình hết tình phục vụ, dấn thân phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ. Ngài làm ở trong nhóm giờ kinh phục vụ từ năm 1978 miệt mài cho tới hôm nay. Bệnh, sắp chết vẫn cứ đi làm. Ngài dạy học ở Liên Dòng Nam, khi đã đi vào bệnh viện rồi, học kỳ 1 nằm bệnh viện, học kỳ 2 vẫn dạy xong học kỳ. Ngài đã dấn thân phục vụ mầu nhiệm cứu độ. Không chỉ thế, Ngài còn hiến cả cuộc đời cho mầu nhiệm cứu độ, cho Thiên Chúa. Chưa bao giờ tôi nghe Ngài than thở là vì đau hay là mất ngủ hay là không ăn được. Chưa hề nghe. Tôi vào thăm Ngài ở bệnh viện Bình Dân, Ngài cũng chưa bao giờ than thở đau đớn chỗ này chỗ kia, không hề. Thứ ba, có dịp tạt ngang qua thăm Ngài, lúc bấy giờ các nhân viên y tế cả tiếng đồng hồ vẫn không lấy được ven để vào nước biển cho Ngài. Họ than thở với nhau, sao mà khó thế, sáng nay các y tá ở bệnh viện cũng khó y như thế. Ngài mắt lim dim không nói năng gì. Khi họ than thở như thế, hình như Ngài an ủi họ một câu: đây là lần đầu tiên ấy, chưa bao giờ xảy ra tình trạng này. Đúng, Ngài đã có một cái tâm huyết đào tạo cho giới trẻ dòng Chúa Thế không phải là những người tranh chấp tham vọng, mà là những người hết mình dấn thân phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ. Còn trong bài đọc thứ nhất thì chúng ta cũng thấy một số nét quan trọng của người môn đệ của Chúa Giêsu. Raphael nói với cha con ông Tobit: cha con ông phải ca tụng Thiên Chúa, phải ngợi khen Thiên Chúa, phải loan báo những công trình tốt đẹp mà Thiên Chúa đã thực hiện cho cha con ông. Cả cuộc đời của cha Giuse cũng là một cái cuộc đời loan báo công trình tốt đẹp. Ngài đã cảm nhận được nơi Thiên Chúa. Yếu rồi, đi nhiều khi cũng không vững, thế mà vẫn xin cho bề trên, vẫn xin cho bề trên được cho Ngài giữ lễ Chúa Nhật ở ngoài nhà thờ ấy, để tiếp tục loan báo những công trình tốt đẹp Thiên Chúa đang thực hiện. Tác giả Tobia nói tiếp: sống công chính, bố thí kèm với lối sống công chính sẽ xóa được tội lỗi, sẽ tiêu diệt sự chết, sẽ được sống lâu. Cha Giuse là người rất nhạy bén với nhu cầu của anh em, kể cả những người thấp nhất trong nhà dòng. Năm 1976, còn ở Thủ Đức, tôi ra khỏi đệ tử, bắt đầu học đại học sư phạm. Tôi xin cho giám đốc cho tôi được ở lại đệ tử, tại tôi không có ai quen ở Sài Gòn. Cha giám đốc đồng ý. Mỗi ngày đều phải đi từ trong nhà dòng 1 cây số 8 ra tới ngã tư để đón xe buýt đi học. Ngày nào thấy tôi chỉ là một cái anh sinh viên dự tập quèn, thấy tôi dừng xe lại, chở tôi tới bến xe. Đi về thấy tôi, Ngài cũng dừng xe lại, bảo tôi lên xe, chở tôi về tới nhà. Khi tôi còn là tập sinh ở trong cái nhà này, có lúc Ngài đi đằng sau nói chuyện với một cha nào nó không biết. Giờ này tôi không nhớ cha nào, nhưng biết chắc Ngài đang có một cái chuyện quan trọng phải nói với một cha nào. Thấy tôi chuẩn bị ra ngoài, Ngài xin lỗi cha đó, rồi ra mở cửa
cho tôi ra. Khi năm 84, khi cha Giacobbe Đào Hữu Thọ qua đời, tôi nghe tin vội vàng về. Lúc đó trời cũng đã chiều chiều rồi. Ngài đứng ở cửa, thấy tôi, Ngài ra bắt tay, hỏi ai báo tin mà về đấy. Rồi Ngài không cần tôi nói, đi vào tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe, để mai dự lễ an táng. Những ngày cuối đời của Ngài, nếu anh em để ý, thì bất cứ khi nào xuống nhà cơm, gặp ai cũng chào. Cha Giuse là như thế. Là như thế đấy, Ngài không có tiền bạc gì để bố thí, nhưng mà có tình thân, có nụ cười. Ngài giữ các lời khuyên tin mừng một cách hết sức nghiêm túc, cách riêng lời khấn khó nghèo và lời khấn vương phục. Ngài chẳng còn gì, ra đi về với Chúa, của cải chẳng còn gì. Bởi suốt cuộc đời Ngài không có tích trữ tiền bạc của cải. Khi Ngài bị bệnh, không dâng lễ Chúa Nhật được, Ngài phải tìm cha giám tỉnh để xin phép cha giám tỉnh miễn cho Ngài khỏi phải dâng lễ Chúa Nhật. Ngài cho cha Hà Ngọc Phú một cái iPad cũ chẳng mới gì, dặn kỹ phải xin phép bề trên mới được sử dụng. Rất nghiêm túc trong việc tuân giữ các lời khuyên tin mừng. Rồi tác giả sách Tobia nói thêm, cầu nguyện kèm theo cuộc sống chân thật thì hơn là tích trữ tiền bạc của cải. Tôi không cần nói, anh em ở Kỳ Đồng cũng như anh em ở cộng đoàn tỉnh, mới tuần trước thôi chúng ta thấy Ngài yếu rồi, nhưng mà ngày nào cũng có mặt trong các giờ kinh sáng, kể cả kinh trưa và kinh chiều. Tối hôm qua sốt ruột, tôi điện thoại về hỏi Thủy, cha Cố Thao sao rồi? Yếu lắm rồi cha, bắt đầu thở hắt ra rồi, mà dịch nó cũng tràn lên phổi rồi, chắc là không được bao lâu nữa đâu. Thế Ngài có bình an không? Bình an lắm cha ơi, Ngài vẫn còn đọc kinh với tụi con mà. Con còn quay được một cái clip Ngài đọc kinh dễ thương vô cùng cha. Và lúc ấy chị Thủy nói với tôi, lúc này vẫn còn, miệng vẫn còn Ave Maria, mẹ ơi con yêu mẹ. Chúng ta vừa điểm qua những cái nét có thể nói rằng đặc sắc của một người anh em chúng ta. Dĩ nhiên trong cuộc sống trần gian 86 năm sẽ có những điểm tối. Những cái điểm tối này chúng ta cũng biết, và Chúa cũng biết, mà Chúa còn biết rõ hơn chúng ta. Nhưng mà những điểm tối này đối với chúng ta và đối với Thiên Chúa cũng không đáng kể gì. Trên thập giá, nhìn xuống dưới, thấy những kẻ chủ mưu giết Ngài đang nhao nhao lên nhục mạ Ngài. Không có một ai trong nhóm đó tỏ dấu ăn năn. Chúa Giêsu thưa với cha, lạy cha, xin cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Tha cho người giết mình là một sự tha thứ lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là lời công bố tin mừng. Chúng ta có là gì đi nữa, có đạp Ngài xuống bùn đen, có đóng đinh Ngài vào thập giá, thì Ngài vẫn hết mực yêu thương ta. Đối với những kẻ thù ghét Ngài còn thế, huống nữa là đối với một người suốt đời tận tụy lo công bố những công trình tốt đẹp Ngài đã thực hiện, chúng ta tràn trề hy vọng để tạ ơn Chúa với Ngài. Và khi tạ ơn Chúa với Ngài, chúng ta cũng sẽ cùng nhau cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho nhau, để chúng ta sẽ hết mình dấn thân phục vụ ơn cứu chuộc trong dòng Chúa Cứu Thế, để chúng ta sống công chính, bố thí và sống công chính, để chúng ta cầu nguyện cùng với cuộc sống chân thật.
để khi chấm dứt cuộc sống trần gian, ta sẽ hiểu được và sẽ làm cho thành hiện thực những gì Chúa Giêsu hứa với ta. Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để thầy ở đâu anh em cũng được ở đó với thầy. Amen.